Shopvimi.com hiện tại đã nâng giá vàng cho anh em lên X8.5, giao dịch hoàn toàn tự động đủ 10 server nha anh em. Ngoài ra shop có bán hồng ngọc X7, bán bộ ngọc rồng từ level 1 đến level 10 và rất là nhiều dịch vụ khác cho anh em. Shop có kho nick hơn 3.000 nick giao dịch cho anh em hoàn toàn tự động, có check đúng sai các kiểu là điều luôn anh em nhé. Shop có kho gọi là mua sắm đặc biệt, mua tất cả mọi thứ chỉ với giá là 1k. Shop còn có bán thêm nick Free Fire, nick Huyền Quân và hàng ngàn gian đùm cũng như là vòng quay mới lạ cho anh em. Tha hồ luôn. Nhiệm vụ thì tiêu diệt Sen Bộ Hung 2, kỹ năng các thứ rất là ok anh em ạ, sâu cho anh em luôn nhá. Đấy, nick này thì anh em muốn mà mình tặng cho anh em riêng cho một anh em nếu mà quay trúng, hay là anh em muốn mình share cho tất cả anh em nhanh tay thì sẽ được. Thì anh em có thể báo lại cho mình. Quả này thì 350 like nhá. Thôi chốt game mini game cho anh em là 200 triệu vàng cho hai bạn may mắn khi mà clip đủ 200 like thì ở đây cũng đã đủ điều kiện rồi, mình sẽ chốt luôn. Đấy. Và hiện tại nhá, bên mình đang có nhu cầu nhóm nick ngọc vàng, thì anh em nào có thì cứ liên hệ qua Zalo cho mình hoặc là bên Facebook nhá, mình hỗ trợ nhập cho anh em giá tốt. Cảm ơn anh em nhiều nhá. Ok, năm 2017. Ok, bạn này comment sai này. Ok, chúc mừng Hiếu TNH này, bạn tiếp theo nhá. Bạn ABCXYZ nhá. Hai bạn liên hệ qua Zalo mình trao giải cho các bạn nhá. Rồi, anh em mình đến với clip mới ngày hôm nay nhá. Hey, xin chào anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Vẫn là mình, Vi Minh đây anh em ơi. Thì hôm nay là buổi chiều rồi đúng không anh em? 5 giờ 20 phút rồi anh em ạ. Thì chắc clip này của mình đăng thì chắc nó rời khoảng 6 giờ anh em ạ. Thì là căn bản là vừa nãy trong lớp thì mình có nhìn thấy AD gọi là cập nhật một cái khá là hay anh em ạ. Và mình muốn review nhanh qua anh em ấy, cho anh em biết là AD cập nhật những cái gì mới và làm thế nào để anh em mình có thể kiếm được những cái đồ đấy nhanh nhất anh em nhá. Đấy, thì vừa nãy mình cũng có test các thứ rồi, cho nên là clip này thì mình sẽ gọi là quay cho anh em được một cái nó cực kỳ là ok. Trước khi mà ấy thì mình chắc là có thể là mình sẽ phải đi đăng ký cái đại hội võ thuật xíu nữa anh em mình chiến. Bây giờ 5 giờ 20 phút rồi, vẫn đăng ký được anh em ạ. Có 49 người đăng ký, quá là nhiều đúng không anh em? Rồi, và bây giờ anh em mình sẽ lên cái fanpage của Game Online chúng ta xem có những cái gì mới nha anh em. Rồi anh em ơi, hiện tại thì anh em có thể nhìn thấy là cái bài đăng này thì nó diễn ra được khoảng 2 giờ trước đúng không? Ok, chúng ta không quan tâm đến ngày giờ gì cả, quan tâm là cái mà mình đánh giá ở đây. Thì là chúng ta sẽ có là một update, hai là điều chỉnh. Đó. Thì đầu tiên là về update thì chúng ta sẽ có những cái gì? Thì là sẽ có gọi là cập nhật trang bị thiên sứ anh em ạ. Ui, trang bị thiên sứ nghe khá là hấp dẫn. Nhưng mà mình nghĩ là những anh em nào mà vừa chơi có thể là không ham hố cho lắm, cho nên là mình nghĩ ra một cách là cái đồ thiên sứ này anh em lên vào shopvimi.com mục bán nick ngọc rồng, anh em mua luôn một cái nick để anh em có thể đủ sức để có thể chiến những cái sự kiện như thế này anh em nhé. Ngoài ra shop hiện tại đang hỗ trợ bán vàng cho anh em lên tới gọi là x8.5 đủ 10 server, mua tha hồ thỏa sức luôn anh em nhá. Đó, thì là cái trang bị thiên sứ này thì nó sẽ là gọi là thế nào nhỉ, nó sẽ là anh em sẽ dùng những cái hoạt động của anh em để săn nha anh em, phải săn cái mảnh ghép thì anh em mới có trang bị thiên sứ. Đó. Thì khi mà có cái gọi là những cái mảnh ghép này rồi thì là chúng ta sẽ đem đi để ghép. Đấy. Mình sẽ nói qua về cái độ hiếm nhá. Cái độ hiếm của trang bị thiên sứ này nó sẽ có màu để phân biệt anh em ạ. Xíu nữa thì màu thì nó sẽ liên quan đến cái bảng này, mình sẽ nói sau. Đó, và cái trang bị thiên sứ này thì anh em sẽ gọi là nhận được những cái option đấy, những cái dòng chỉ số thưởng theo cái độ hiếm của trang bị nha. Và cái trang bị thấp nhất ở đây chúng ta sẽ có màu trắng này, còn trang bị hiếm nhất sẽ là màu cam đấy. Và cái điều chỉnh đây chúng ta sẽ là tăng số lượng cái item ký gửi, nói chung là mấy cái này thì liên quan đến shop ký gửi thôi. Đó, chúng ta sẽ không ấy. Và hiện tại thì chú bé rồng đã liên quan đến hiện tại bây giờ đã có phiên bản lên tới 2.22 rồi nha anh em, phiên bản với một con số khá là đẹp anh em ạ. Rồi thì bây giờ mình sẽ bấm vào cái này để cho anh em mình xem những cái chỉ số liên quan đến cái mới nha anh em. Đầu tiên là về cái săn tìm cái mảnh ghép này thì để anh em ở đây thì nó có những cái mảnh như là mảnh áo, quần, giày, nhẫn và găng nha. Thì các trang bị này đều có là ký gửi vàng bằng ngọc. Nhẫn với lại găng tay sẽ là ký gửi ngọc, còn áo quần giày sẽ là ký gửi vàng. Cách mà anh em có thể nhận được những cái mảnh này thì anh em mảnh áo sẽ là đánh quái này, mảnh quần sẽ là đánh quái, săn ăn trộm ở dơ này, và mảnh giày sẽ là tham gia đại hội võ thuật. Thì ở đây mình có là cái mình có tham gia đại hội võ thuật rồi, xíu nữa mình sẽ test cho anh em xem cái mảnh của mảnh giày nha anh em. Tiếp tục là đến mảnh nhẫn thì là đánh quái trong phó bản anh em ạ.
Phó bản ở đây thì mình không rõ là ở đâu, thì anh em biết thì anh em để comment cho mình nhá. Phó bản à? Phó bản là ở đâu ta? Thôi, nói chung là như vậy, mảnh găng tay sẽ là đánh quái. Và mình nghĩ là cái mảnh găng tay nó sẽ khá là khó. Và các mảnh này á thì sẽ rơi tất cả ở cái hành tinh ngục tù. Anh em là up ở trong cái hành tinh ngục tù á thì nó sẽ có cơ hội nhận được cái này. Thì sắp tới mình sẽ làm một cái clip cho anh em là up một ngày ở bên map ngục tù để cho anh em xem là nó rơi ra những cái món gì không nha anh em. Rồi. Và nói luôn với anh em luôn là những cái mảnh này khi anh em đập lên sẽ có tỷ lệ xịt, và chúng ta sẽ có đá nâng cấp để có thể tăng tỷ lệ thành công. Ok chưa? Rồi cái đá này thì admin cũng bán luôn, và giá nâng cấp là 1 tỷ vàng anh em ạ. Me căng đét luôn, 1 tỷ vàng khá là đắt đấy. Rồi còn về đá may mắn này thì chúng ta sẽ bán này, có 5 loại đá anh em, tỷ lệ thành công 10-50%. Đấy, chúng ta sẽ có cấp 1, cấp 2, cấp 3 đấy. Nói chung là cũng rất là được. Thì anh em có thể lên vào shop để tham khảo. Mảnh công thức ghép này, đù luôn, có những cái mảnh này nữa anh em ạ. Mảnh nó make VIP tăng 10% nữa. Đấy, sau khi mà có option thì chúng ta lại dùng cái này nữa anh em ạ. Rồi, còn đây là về cái trang bị nha. Các màu để anh em có những cái option nha anh em. Đây, thì màu đây thì có màu cam cao nhất là sẽ có 3 option. Còn màu trắng thì sẽ không được option, chỉ là được cái màu nó đẹp thôi. Ok, thế thôi. À, và anh em nào chơi Android thì cũng khá là may, admin đã cập nhật thêm cái gọi là đây, ở bên App Store nhá, bản 22 có App Store nhá. Anh em chơi iPhone là ngon rồi nhá. Và tiếp tục thì sẽ có thêm cái sự kiện đổi nữa anh em ạ. Hôm nay admin gọi là ra rất là nhiều cái. À, còn có thêm cả cái mặt nạ gì đó có ở trong vòng quay thực tế này. Thì mình có thể mình sẽ tiến hành là tải phiên bản mới nhất và chúng ta sẽ quay thử cái vòng quay này ở thực tế xem nó sẽ như thế nào nha anh em. Rồi anh em đợi một chút nhá. Ok anh em, thì là hiện tại mình đang có mặt ở phiên bản mới nhất rồi nha anh em. Mình vừa đào về xong. Và hiện tại cũng 5:28 rồi. Và ở đây thì có những cái khá là hay đó. Có hai ô này, có cả hiệu ứng nha anh em. Và ở đây thì có cả thêm nhạc nữa anh em ạ. Để mình bật cho anh em nghe nhá. Đây, bật âm thanh nhá. Mấy cái mà đây. Đấy. Wow. Âm thanh đã được điều chỉnh rồi nha anh em, mình tắt đi. Và có tắt hào quang này, nhưng mà cái này thì mình thấy là nó cũng khá là ổn áp đấy. Rồi, còn tiếp tục là chúng ta sẽ bấm vào cấu hình tiếp. Có phụ kiện, hiện phụ kiện này. Cái này thì hiện tại thì hình như vẫn chưa sử dụng được hay sao á. Thì là sắp tới chắc là có. Ok. Rồi. Đây thì đầy đủ chưa? Mình còn thiếu item không nhỉ? Item à, có cùng nộ này, bổ huyết tóc sen này, về nhà lấy một xíu mình đi quay sau anh em nhé. Đấy, ok. Test 03. Ôi trong dương này. Ok, mình có mỗi bổ huyết thôi anh em ạ. Còn giáp sen không? Ok, thế này thôi. Rồi, chúng ta sẽ đi chiến anh em nhé. Chúng ta sẽ đi chiến đại ổ thuật. Rồi, chiến đại ổ thuật. Mình sẽ ăn cái cùng nộ vào. Ok, hợp thẻ vào. Đâu nhỉ? Thẻ vào không tí là chết anh em à. Rồi. Sao nghe có vẻ sức đánh của mình nó yếu yếu thế nào ấy nhỉ anh em nhỉ? Nghe có vẻ sao lại yếu yếu nào, có hơn 100k thôi ta. Đây là hợp thẻ chưa nhỉ? Hợp thẻ rồi mà. Thôi kệ đi anh em. Kệ đi. À, cởi giáp nữa. Ồ, 300 rồi anh em. Rồi. Bây giờ mình sẽ phóng to màn hình nha. Chúng ta sẽ kìa. Đây. Phát đầu tiên nha anh em. Mình gặp một bạn đây này. Bạn này thì có sức mạnh khá là yếu. Đây, mình sẽ tem bạn này luôn nhá. Uầy, có cả hiệu ứng nó giật trên màn hình anh em à. Ok, chiến luôn anh em ơi. Làm nhiệm vụ không? Ok. Chiến luôn nào. Tha đi. Thôi tha làm gì. Mình đang làm clip cho nên là không thể tha được các bạn à. Rồi. Ok. Phát đầu tiên rồi. Đấy. Đây. Hiện tại thì có thêm những cái hiệu ứng khá là đẹp. Rồi. Đấy. Thỏi vàng 83 này. Đấy. Cũng được anh em ạ. Nhìn tất cả mọi thứ thì mình thấy là khá là ok. Tổ nát phết. Mỗi tội là lâu rồi mình không dùng phiên bản mới, nhìn nó không được thuận mắt thôi.
Rồi em đợi một xíu nhá, chúng ta sẽ đến một lượt thứ hai nha. Ôi dồi ôi anh em ơi, lại gặp một bạn sao yếu thế. Mấy bạn này toàn yếu, toàn là nhiệm vụ thôi. Nhìn muốn tha quá anh em ạ, nhưng mà không thể tha được anh em ạ. Tại vì anh em phải biết rồi, mình đang đi làm clip để mình nhận cái kia. Không biết, mình không biết là cái thời gian nhận nữa cơ. Quên đấy, không xem, vừa lấy không xem. Thôi được rồi, để mình xem thử cái thời gian diễn ra cái sự kiện đó, xem nào. Hình như là cập nhật. Hình như giờ là nhận được rồi chứ. Còn máy nữa, thôi. Hay làm cái gì? Thôi à? Chui góc này à? Không giật à? Kìa. Giờ nó có khoản chui góc này đấy anh em ạ. Lú luôn này. Ra đây. Đứng đấy làm gì? Ra đây. Ở trường. Ủa ôi. Giờ vẫn còn thủ thuật đứng ở anh em. Đứng ở góc đấy. Ra đây. Ôi giời. Vẫn chưa nhận được cái mảnh ghép anh em ạ. Mảnh ghép kia thì nó rơi vào khoảng tham gia đại hội võ thuật là nhận được mảnh giày. Hình như là cứ thắng hoặc là thua như mình phải về nhà nhưng may ra mới được. Mình sẽ cố gắng nhá. Ok, gặp một bạn La Mây anh em ơi. Bạn này thì nhìn khá là VIP. Bạn này nhìn có vẻ là pro VIP anh em ạ. Để mình xem nào. Mình sẽ làm quả khiên lên nhá anh em nhá. Phiên lên này. Ui dồi. Hai phát bạn đi rồi anh em ạ. Hai phát cụ đi chân lạnh toát luôn anh em ơi. Ảo thật đấy. Thôi được rồi. Ta trước mắt là vẫn chưa được cái gì anh em ạ. Rồi. Tiếp tục vòng tiếp theo. Vòng thứ 3 anh em nhé. Lằng nhằng chắc mình lại còn win đi anh em ạ. Lằng nhằng lại còn win thật đấy chứ. Ôi dồi. Lại gặp một bạn thì mình không biết là bạn này ai à, xảy ra anh em. Xảy ra này hơi kém. Anh em nhìn mình này, mình xử đẹp luôn. Xử đẹp không cần khiên đâu anh em nhá. Xử đẹp luôn. Úi giời, bạn này chưa khiên à. Chưa khiên thì không chơi lại rồi. Chưa khiên thì mình không chơi lại rồi. Úi giời. Hả? Úi giời. Úi giời. Kéo mình phải biến khỉ thật anh em ạ. Biến khỉ ở đây là đánh vỡ khiên bạn ý. Đó. Cái quan trọng là phải vỡ khiên được của bạn ý thì mới ăn được. Ok. Vỡ được khiên rồi anh em. Ngon. Rồi đến vòng tiếp theo nào. Hiện tại là đang đến vòng số 5. Và mình nghĩ là mình sẽ gặp cái bạn Gohan này. Bạn 700k HP này. Thì bạn này khá là yếu. Đây. Tại vì khu thì anh em có thể nhìn thấy là cũng khá là vắng. Có thể là lốt bạn này có thể là win rồi anh em ạ. Mình nghĩ là win xong thì nó sẽ được. Nhưng mà cái kia vừa mình đọc á, mình đọc cùng anh em á, thì là nó bảo là chỉ cần tham gia thôi này. Tham gia đại hội võ thuật này. Đại học võ thuật. Đù, ghi nhầm luôn. Đại học võ thuật anh em ạ, đúng luôn. Trời ơi. Thôi được rồi, quả này chắc là vòng cuối rồi anh em ạ. Quả này vòng cuối, không sao cả. Vòng cuối thì chiến thôi. Ra sẽ cho ông 7 đi. Giờ là full skill là tất cả các ô này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này. Ôi vẫn còn thừa 2 ô luôn anh em. Ok, nhìn cũng được anh em ạ. Rồi. Xem nào, 90 nữa, chắc là sắp tới sẽ có thêm 2 ô skill nữa. Nhưng mà kẻ mà có loot ẩn ở đây thì mình thấy hay hơn. Nghĩ là AD sẽ thêm một cái loot ẩn skill ở đây. Chỉ để hiện skill 1, 2, 3, 4 đây thì nó sẽ hợp lý hơn anh em ạ. Chứ còn điền như này thì nhìn nó hơi bị xấu. Nó thật là bị xấu. Rồi chúng ta sẽ sau clip sau mình sẽ quay cái đầu kia nhá. Còn hiện tại chưa quay được anh em ạ, đợi xíu nhá. Ok anh em, rồi gặp một thanh niên 248k HP. Idol, ái da, khét con ta. Mình nghĩ là thanh niên là trái đất anh em à. Làm quả khiên cho chắc ăn đấy anh em. Làm gì làm. Ok, làm quả khiên anh em nhá. Xem nào. Đấy, thanh niên hợp thể biết ngay mà. Nhưng mà kiểu gì chả xịt. Kiểu gì cũng đi theo trên tay mình luôn. Đấy, sỏi ôi. Quả khiên rồi. Chạy ở đâu, chỉ sợ sử dụng thủ thuật những cái lão kia thôi thì. Đấy.
lại chạy ra góc đứng thì thôi chịu, tôi cũng chịu. Ôi rồi, làm sao rồi em Phan Anh? Ok em, ô sao mình không đấm được, sao không đấm được anh em, lag rồi sao ạ? Lắc rồi anh em ạ. Trời ơi. Ơ à! Đâu? Ơ à, mình bị thua anh em ạ. Cay không? Cay thế. Cứ tưởng thắng. Đậu xanh rau má luôn. Chán quá anh em ạ. Đánh như thế mà kêu mình thua. Bực hết cả mình. Ghét cả mình anh em ạ. Rồi, vậy là cái này thì không có tỷ lệ nhận quà anh em ơi. Chắc phải tham gia rất là nhiều lần, may ra mà có cơ hội anh em ạ. Mảnh này khó kiếm quá. Thôi anh em ạ, chắc là clip mình sẽ tạm dừng đây nhá. À, cứ phải lên kia quay thử một tí nữa anh em ạ. Cứ phải quay thử xem nó có cái gì không. Lên thần điện nào. Mình quay một hai phát xem nó có cái gì không. Vòng quay này không biết nó quay ở đâu nhỉ. Vòng quay quay cái này sẽ là xem nào, vòng quay sẽ có vòng quay thực đế 4 giờ 5 tháng 10. Ok, mình quay thử luôn anh em nhé. Chắc là vòng quay đặc biệt thì nó chắc nó mới có rồi chứ. Mình nghĩ vòng quay đặc biệt mới có được. Toàn vàng này. Toàn vàng đấy anh em ạ. Ôi, đây rồi, có quả đầu trâu đây rồi. Nhận phát. Ôi, bó hoa mình vẫn còn này anh em này. Trong giường còn đống bó hoa. Ôi, diều rồng nữa này. Vãi cả trưởng. Ôi, nhận con heo mất 7 ngày anh em ạ. Ôi, xấu kinh khủng. Ok, con trâu ấy, à con heo ấy nhỉ. Con này là con heo ấy. Cái gặp phải heo. Hello. Tôi đang có một con heo. Và con heo này là con heo xấu nhất tôi từng thấy. Con này mà có sơn thì đẹp anh em ạ. À. Thôi. Thế nha anh em nhá. Ôi, cái này còn được áo nữa này. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip của mình nhá. Bye anh em.